Hello girl. How are you? Chloe. Have fun today. My name is Chloe. Nice to meet you. Have fun today. Oh, cool. Come over. Này là bé hàng xóm đang đạp xe đạp. Oh, I like it. What's your name? My name Phong. How about you? Chloe. Lobby, nice to meet you. That a sweet girl. You're a tame black and lover. You're all day to bad because you're an ogre. Do you go to school yet? I do. You do? What grade are you? School, but I do a kindergarten book. Ooh, that is smart, girl. I'm even learning how to read. Wow, cool. When I learn how to read, I'm reading. You know how you're reading? Yeah, I'm reading. Good. Well, thank you. I'm gonna go back and forth from here to there to here to there. Okay, nice to meet you. Nice to meet you too. Wait, okay. What's your name again? Fong. Fong? Yeah, Fong. Fong? Yeah. Your name's kind of funny. I know. A lot of people say it's hard for you to say my name, so you know. But you know, all my people like my name. My mom like that. Taught me how to start. Okay. Bye. Thấy không? Có chút xíu nắng là nít nó ra ngoài nó chơi. Nó thích lắm luôn á. Ở Mỹ mà. Come back? Yep. Okay, I get inside the house. Okay, see you later. Okay. Have a good one. Bye. What is that noise? Chào cả nhà nha. Hôm nay là mình quay cho các bạn coi là chị nhà mình làm gà chiên. Đó. Gà phi lê chiên bọt à, thấy chưa các bạn, nhưng mà hôm nay mình chỉ cho coi chị chiên thôi nha. Lần sau mình sẽ ở nhà thích bạn. Ăn cái gì thì làm cái đó. Giờ quay thử thôi, mai mốt có công thức rồi đàng hoàng. Mình ta mới thích thì người ta nấu theo thôi. Xong người ta dọn dẹp mai mốt nướng bột khô à, là lăn qua cái bột bột khô, xong rồi nhúng qua bột ướt, rồi mới nhúng trở lại cái bột chiên xù. Chở đi hai, ăn mang từ 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 từ.
Để cho nó ấy đàng hoàng rồi mới cỡ lên chứ. Khỏi đóng gì em về lấy cái đó em đi. Lấy cái loại cao cao á. Bỏ lên xe em về được. Đây là chicken. Chicken phi lê. Đã chiên xong nha. Chicken phi lê chiên lăn bột. Bây giờ mình sẽ đem về nhà để các con của mình ăn, gia đình mình ăn thử cho ngon xem nào. Và cũng như mình sẽ nói cho các bạn đều. Ok. Vinh cái đó vô chứ. Bây giờ là chiếc trình xong rồi các bạn. Các bạn thấy ngon không? Mình thử nha. Con, qua đây thử đây cho mẹ coi. Ăn đi con, rồi chấm vô coi ngon không con, rồi nói cho mẹ nghe, nói cho cả nhà nghe coi ngon không con. Yeah. À, tắt coi. Ngon không? Ừ. Uh-huh. Yummy. Hả? Uh-huh. Giòn không? Ừ. Uh-huh. Giòn á. Ngâm mẹ không? Giòn nè. Ừ, còn đây là nho nha, nho Mỹ đó. Cuối tuần thì mình chỉ làm vậy thôi cho mấy đứa con mình ăn. Cuộc sống Mỹ nó buồn lắm đó các bạn ơi. Cái gì mình cũng làm trong nhà ăn hết á, bởi vậy mình mới chia sẻ lên. Con ơi, xuống đây ăn coi ngon không? Ừ, nói cho mẹ coi ngon không? Hử? Sao? Qua đây, con lấy cái này nè. Yeah. Đợi chút xíu nữa mình sẽ quay cho các bạn coi xem đó là mình chiên cái chả tôm nha, cũng ngon, mình thấy ngon, nhưng mà mình không biết là các bạn thấy ngon không. Chờ mình chút xíu nha, để mình coi coi gia dụng xong chưa, gia vị xong chưa, để mình quay ha. Ok, bây giờ là mình chiên chả tôm nha, mình quay cho cả nhà coi xem sao thì mình có công thức. Tại vì hôm nay là chắc tay nên mình nhầm làm 2-3 món cho mấy đứa con mình nó ăn. Cả nhà ăn. Có mấy sai rồi đó. Cái này là tôm sai. Cái mình làm giả tôm. Mình chiên cũng giống như gà thôi. Mình làm một đại lớn rồi. Một hồi mình cắt ra mình ăn mới ngon. Nhưng cục nhỏ nhỏ thì nó hơi bị chai. Cái gì cái giá? Thơm quá. Coi như quay làm lên chào xanh trước đây ha. Ừ.
chào xanh cho cả nhà coi đi, rồi cái gì thì sao cái mình bỏ lên công thức. Mấy bạn coi, mấy bạn thích thì mấy bạn nhớ bấm like cho mình nha. Hãy subscribe. Giờ mình chờ chiên cái miếng này xong cái mình đem vô mình cắt cho nó thử ha. Rồi cái mình nói với bạn chả tôm nó cũng ngon lắm. Chả tôm là ngon hơn chả cá rồi nè, ngửi cái mùi là thơm rồi. Sắp chín rồi. Dạng chút xíu chúng mình đem vô mình cắt nha. Chết chưa, nãy giờ quên cái nồi bánh canh, để mình vô mình làm. Mình ấy cái nồi bánh canh nha. Mình phải xả cái nồi bánh canh mới được. Mình phải nấu thêm bánh canh nữa nha mấy bạn. Xả bánh canh nha, rồi chút mình ngồi. Bây giờ là chả tôm xong rồi nha, để mình quay cho các bạn coi coi ăn coi ngon không. Mình lấy cái nĩa, sốt chua ngọt với lại tương ớt, mình làm đơn giản vậy ăn được 2-3 món, chấm được chung 2-3 món. Giờ mình kêu con mình ăn thử nha. Bé ơi, ăn thử cái miếng chả tôm cho mẹ coi. Con ơi, ăn thử miếng chả tôm giùm mẹ được không? Ăn thử miếng chả tôm giùm mẹ đi. Dạ, right here. Why? Nè, thì mẹ không có quay con. Nè. Don't record me though. No, I'm just tell you just eat it. Try to eat it. Get one. Yeah, chấm thử coi. Dip vô cái sốt đó coi. Nè, đó, giờ dip vô. Đó, để con mình ăn coi. Ngon không con? Yeah. Ngon không? Yeah. Con like it? Không thấy nào. Spicy. Nó không spicy. Yeah, okay. Thử, thử mà vô. Yes, ok. Chứ ít đi à, theo mẹ nói là do hả? Yeah, good. Good. Con like it. You like chicken too? Yeah. Ok, thấy chưa? Nít ở Mỹ mà thích ăn đồ chiên. Mình chỉ kêu con mình thử thôi mà nó không chịu quay lên. Đưa cái mặt của nó lên. Béo quá rồi. Con ăn được thử cái cục chả gì mẹ được không? Spicy. Spicy. Cay. Chắc mình bỏ tiêu nhiều quá. Yeah, spicy. Ba ơi, ăn thử được gì mẹ không? Ốc. Oh. Hôm nay là tất tay mình chỉ là quay cho các bạn coi như vậy thôi, cho cả nhà coi. Nếu mà các bạn thích cả nhà nhớ, cả nhà nhớ cho mình cái like nha. Ngon không con? Sì. Chào cả nhà nha. Lần sau mình sẽ quay cái clip khác cho các bạn coi. Ok, bye bye. Đó, con mình chấm á. Con mình chấm chả tôm với sốt á. Nghĩ chắc ngon. Ok, bye bye.